Nam mô Đại từ Đại bi Từ phụ A Di Đà Phật. Kính bạch cô giáo, kính bạch tất cả đại chúng. Hôm nay chúng ta có buổi chia sẻ Phật pháp. Nguyên Thái xin chia sẻ cái đề tài là những truyền linh ứng của chủ Lăng Nghiêm. Chúng ta cũng biết rằng á, Hòa thượng Tuyên Hóa nói rằng á, chủ Lăng Nghiêm là linh văn của vũ trụ, tức là cái bài văn linh nghiệm. Rồi á, có một vị cư sĩ đệ tử của Hòa thượng Tuyên Hóa, tức là cư sĩ Phùng Phùng, thì ông nói rằng á, sức mạnh của chủ Lăng Nghiêm còn hơn cả ngàn tia laser. À, do vậy mà có khả năng làm thân tình lọc ô nhiễm khu vực mà có người tùng chú, tức là cái người mà họ có thiên nhãn họ thấy được, thì mỗi khi mà ở nơi nào mà có người tùng chú hoặc là ở đâu có chủ Lăng Nghiêm thì ở đó có ánh sáng giống như hàng ngàn tia laser vậy đó, càn quét tất cả những cái ô trược, những cái xấu ác, những cái trược khí của thế gian này. Và những cái câu chuyện này là những cái câu chuyện mà các đồng tu chia sẻ từ trên mạng xã hội, và mọi người sưu tập lại, thì Nguyên Thái cũng thấy những câu chuyện này rất là hay, cho nên xin chia sẻ lại với đại chúng. Cái câu chuyện thứ nhất đó là câu chuyện của bạn Ca Du. Bạn này chia sẻ như vậy: mình xin chia sẻ câu chuyện có thật về chủ Lăng Nghiêm. Trường hợp là nhà mình có một em bé bị hiện tượng vong nhập rất kinh dị. Sau khi đi chơi đêm đến chỗ không sạch sẽ, cụ thể là nhà vệ sinh, khi về thì bé khóc trợn mắt, chảy nước dãi rất ghê. Đặc biệt trời càng về tối bé càng hay khóc và có hiện tượng run, gừ, la hét như có gì đó rất ghê sợ cho bé. Nhà mình đã tìm đủ mọi cách, từ đi xin bùa đeo dẫn bé vào chùa đến cúng bái ngày 2-3 lần mà không có kết quả. May mắn gia đình mình được một người ân chỉ cho chủ Lăng Nghiêm này. Khi bật chủ Lăng Nghiêm lên, chỉ trong khoảnh khắc thôi, dù trước đó bé đang la khóc, bỗng nhiên dịu lại và ngủ yên trên vai mẹ mình. Đây là chia sẻ sự thật 100%, đủ để minh chứng cho các bạn cũng như mình trước đây luôn nghĩ rằng kinh Phật chỉ là những lời khuyên dạy cầu xin các vị thần như bao văn tự bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng có chứng kiến và trải qua kinh nghiệm thực hiện rồi mới thấy chủ Lăng Nghiêm rất màu nhiệm. Tức là cái bạn này nói rằng là nhà bạn là có một em bé bị hiện tượng vong nhập. Sau khi em bé này đi chơi đêm và đến chỗ không sạch sẽ, tức là nhà vệ sinh, đi vào cái nhà vệ sinh, thì sau khi mà bị nhập á, thì bé này hay khóc trợn mắt, chảy nước dãi rất là ghê, đặc biệt là về đêm thì càng kinh sợ. Nhưng mà nhờ chủ Lăng Nghiêm, bật chủ Lăng Nghiêm lên thì tự nhiên chỉ trong khoảnh khắc là bé này không còn sợ hãi nữa, tâm dịu lại.
và ngủ rất là yên bình. Mặc dù trước đó là tìm đủ cách như là đi xin bùa đeo, rồi là đi tới các chùa, rồi là cũng bái một ngày 2-3 lần nhưng mà không có hiệu quả. Cho nên cái trường hợp mà vong nhập cũng rất là nhiều, nhất là những em bé còn nhỏ thì tâm thức yếu. Cho nên ví dụ như mà đi mà những cái giờ, ví dụ như giờ đứng bóng, giờ trưa hoặc là giờ choàng vàng, và đi tới những cái chỗ vắng, ví dụ như nghĩa địa hoặc là những cái nơi mà âm khí nặng thì rất là dễ bị hiện tượng này. Và may mắn là nhờ chú Lăng Nghiêm mà em bé này thoát khỏi cái hiện tượng vong nhập này. Rồi cái câu chuyện thứ hai, chồng của bạn con hay đem bạn bè về nhà nhậu mỗi tuần 2 hoặc 3 4 ngày, trong vòng 1 năm gia đình xào xáo hoài. Chị của bạn bè đưa cuốn Băng Tùng Kinh Lăng Nghiêm, bạn con mở 24/24. Một thời gian sau, ông chồng không còn dẫn bạn bè về nhậu nữa, gia đình bạn con được yên ổn đến bây giờ luôn. Chuyện xảy ra cách đây chừng 5 năm, khoảng năm 2014. Đây là chia sẻ của Facebook của bạn có Facebook là Kim Hòa. Tức là bà chồng đưa đưa bạn bè về nhà nhậu một tuần 4-5 lần, và gia đình xào xáo đủ thứ chuyện xảy ra, đúng không? Nhưng mà may mắn có người đưa cho cuốn Băng Tùng Kinh Lăng Nghiêm mở 24/24 trong nhà. Thì một thời gian sau thì ông chồng không còn dẫn bạn bè về nhậu nữa, và gia đình được yên ổn cho tới tận bây giờ. Cho nên ví dụ như trong nhà mình mà có chồng này, ăn nhậu này, chơi bời này, hoặc là ngoại tình đi theo gái chẳng hạn, hoặc là con hư đánh bài bạc hút chích, nếu như mà chúng ta mà tùng chú Lăng Nghiêm, mở chú Lăng Nghiêm trong nhà thì có thể từ 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 sẽ chuyển được. Tại vì sao? Tại vì á, có khi á, là những cái người như vậy á, họ bị ma quỷ, những chúng vô hình ác á, họ điều khiển. Khi con người mình mà không làm chủ được cái tâm thức của mình á, thì mình sẽ bị cái thế giới vô hình điều khiển mình. Họ dẫn mình đi ăn, đi nhậu, dẫn mình đi chơi, đi quán bar, gái gú, hút chích, xì ke, bài bạc. Họ tác động vào cái tâm thức của mình. Mặc dù mình không muốn, nhưng mà có khi là mình làm chủ được mình. Mình muốn bỏ nhưng bỏ không được. Và khi mà chúng ta tùng chú Lăng Nghiêm, mở chú Lăng Nghiêm, thì những cái người mà họ điều khiển đó, những cái chúng vô hình điều khiển đó, họ phải tránh xa. Tại vì họ rất là sợ chú Lăng Nghiêm. Mà họ tránh xa thì tự nhiên cái người thân của mình từ 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 sẽ được chuyển hóa. Giống như một người mà nghiện xì ke vậy, nghiện ma túy vậy, có khi họ muốn bỏ nhưng mà có khi bị bạn bè nó lôi kéo. Và nếu như mà cái người đó mà được đưa tới một cái nơi nào đó mà không còn bạn bè lôi kéo nữa thì người đó có thể bỏ được. Nhưng mà nếu như mà cái người đó mà sống ở cái nơi mà bạn bè rất là nhiều, những người hút chích với mình trước đây rất là nhiều, thì rất là khó bỏ, trừ những trường hợp nào mà ý chí mạnh mẽ lắm, còn lại đa phần là đều bị bạn bè là lôi kéo quay trở lại với con đường cũ hết. Cho nên nếu như trong gia đình của mình, ông chồng, bà vợ, thậm chí cha mẹ, anh em, con cháu, mà nếu như mà họ không biết tu, họ hư đốn, mình có thể trì tùng chú Lăng Nghiêm có thể chuyển hóa được họ. Nhưng mà chúng ta phải thành tâm, trong nhà chúng ta phải mở chú Lăng Nghiêm 24/24, rồi mình phải hàng ngày mình phải trì tụng, đặc biệt là mình
trì tụng ở trong đạo tràng chúng ta, ở trên Zoom, thì cái lực của đại chúng rất là mạnh, thì có thể chuyển hóa dần dần dần. Tuy nhiên cũng tùy trường hợp, những cái người mà nặng quá thì mình cũng phải một thời gian dài, chứ không phải là mình nói tùy 2-3 bữa rồi mình la tại sao mà chưa chưa thấy mầu nhiệm, đúng không? Cái gì cũng phải có thời gian, mình cứ thành tâm tha thiết thì khi nào đủ duyên thì sẽ chuyển. Rồi cái chia sẻ tiếp theo là của bạn Huệ Đào. Bản thân mình cảm nhận khi nghe chú Lăng Nghiêm này rất linh nghiệm. Gần 2 năm trước, đêm đó chỉ có hai mẹ con mình ngủ ở nhà. Vì chồng mình đi chơi chưa về, mình mở chú Lăng Nghiêm để đầu giường. Cả hai mẹ con cùng nghe trước khi đi ngủ. Khi nghe được một đoạn thì mình nhắm mắt lại, thấy có người mặc áo trắng đang tiến lại gần giường với ý muốn tóm lấy mình. Nhưng đến sát mình thì tự dưng mình thấy từ đầu giường phát ra hào quang vàng đẩy người mặc áo trắng đó ra xa. Mình sợ quá, mở mắt ra thì không thấy gì. Con vẫn đang nằm ngủ bên cạnh. Lấy lại tinh thần, mình lại nhắm mắt, rồi lại thấy cảnh tượng như trước lặp lại. Người mặc áo trắng không nhìn được rõ mặt, vẫn bị vầng hào quang vàng đẩy ra xa. Một lúc sau, mình không còn cảm thấy có người mặc áo trắng đó nữa. Đây là bản thân mình trải nghiệm, không phải là giấc mơ, mà là lúc mình vẫn còn thức. Hy vọng mọi người có thể thành tâm trì tụng hoặc nghe chú này để thoát được khổ ải bùa chú Na Tà. Nam mô A Di Đà Phật, con tin có chư Phật cứu nhân độ thế. Thì bạn này á, nằm ngủ thì thấy một cái bóng áo trắng tiến lại muốn tụng cái bạn này, nhưng mà nhờ trên đầu giường có chú Lăng Nghiêm, cho nên khi mà cái vong này tiến tới thì ánh sáng của chú Lăng Nghiêm màu vàng đẩy cái vong này ra 2-3 lần như vậy, và sau đó không còn thấy cái vong này nữa. Cho nên cái vong này có thể là oan gia trái chủ, hoặc là có thể là họ có duyên với mình cái gì đó, mình với họ có ân oán gì với nhau đó. Nhưng mà nhờ mình mở chú Lăng Nghiêm, mình trì tụng chú Lăng Nghiêm thì mình được chú Lăng Nghiêm bảo vệ, ánh sáng của Phật bảo vệ mình, tại vì chú Lăng Nghiêm là trí tuệ của Phật. Cho nên ở đâu có chú Lăng Nghiêm là ở đó có ánh sáng. Người trì chú Lăng Nghiêm thì miệng là phóng quang, tâm phóng quang, thân phóng quang, ba nghiệp thân khẩu ý đều phóng quang. Cho nên khi mà cái vong này lại thì ánh sáng của chú Lăng Nghiêm đẩy cái vong này ra 2-3 lần như vậy và không còn thấy nữa. Cho nên mình tùng chú Lăng Nghiêm, trì chú Lăng Nghiêm, mở chú Lăng Nghiêm trong nhà, miên mật chú Lăng Nghiêm là rất là lợi lạc cho bản thân mình. Nếu như mà không có chú Lăng Nghiêm, có khi là mình mất mạng. Ví dụ như cái vong này có thể là tới để mà đòi mạng cái người này, lấy mạng của người này. Cho nên quý vị coi tại sao có nhiều người đang nằm ngủ mà rồi bị tai biến, hoặc là tự nhiên bị cái gì đó rồi chết luôn. Nhiều người nằm ngủ tự nhiên xuôi một mét rồi tự nhiên chết luôn, là có thể là oan gia tới đòi mạng, lấy mạng của mình. Nhưng mà nếu như chúng ta mở chú Lăng Nghiêm, chúng ta trì chú Lăng Nghiêm, thì có thể ánh sáng của chú Lăng Nghiêm, chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài hộ pháp sẽ bảo vệ chúng ta. Rồi cái câu chuyện tiếp theo, câu chuyện này là của bạn Hồ Văn Sự. Thần chú Lăng Nghiêm uy lực cực kỳ. Mình biết một sư thầy ở Hà Nội lần đó giải quyết vụ quỷ nhập vào một thằng bé. Thầy niệm chú Đại Bi, con quỷ còn niệm ngược từ cuối lên đầu. Quý thầy ghê chưa? Thầy niệm lục từ đại minh chân ngôn
Nó ra vẻ chú đại bi tao còn không sợ, mày còn niệm chú này để hàng phục tao. Thầy mới niệm tâm chú Lăng Nghiêm thì nó chịu thua. Thế mới thấy chú Lăng Nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. Mình nói vậy thôi, nhưng mình mong bạn nào có chút duyên với thần chú này thì mau hành trì, thì tự thân sẽ có những cảm ứng nhiệm màu. Chứ hiếm người có đủ căn cơ và nhân duyên trì chú Lăng Nghiêm lắm. Vì thế rất là hay. Bạn này nói rằng là có một vị thầy xuất gia ở Hà Nội, và vị thầy này là giải quyết cái vụ quỷ nhập của một thằng bé, tức là chắc có lẽ thằng bé này nó bị con quỷ nhập, thì tới nhờ thầy này giúp, thì thầy niệm chú đại bi thì con quỷ còn niệm ngược từ cuối lên đầu, phải không? Thầy trì chú đại bi mà thầy mình trì trên thì xuống, mà nó trì dưới trì lên, vì thầy ghê chưa? À, nó thuộc, tức là thuộc đọc ngược đọc xuôi gì nó cũng đọc được hết đó. Cho nên con quỷ này cũng là dạng cao thủ đấy. Rồi thầy niệm lục từ đại minh chân ngôn, tức là ảnh mani bát di hồng á, cùng chú của ngài Quan Âm á, thì nó nói rằng á, chú đại bi tao còn không sợ, mày còn niệm chú này để hàng phục tao. Nó kêu ông thầy bằng mày luôn. Nó nói chú đại bi tao còn không sợ, mày 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 niệm lục từ đại minh chân ngôn thì ăn thua gì. Cho nên con quỷ này cũng cũng rất là ghê gớm, nó rằng là cùng cao tay ấn này, cùng tu luyện, nó cùng kinh khủng này. Cho nên mình thấy rằng chủ đại bi mà cái lực của chủ đại bi đã mạnh rồi, nhưng mà không ăn thua. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày nào đang á, lực của chủ đại bi không bằng lực của chủ Lăng Nghiêm. Nếu như mà chúng ta mà ví dụ như mình có nhiều người họ nghiệp họ nhà, họ có thể trì chủ đại bi có thể có hiệu nghiệm, nhưng mà có nhiều người nghiệp nặng quá trì chủ đại bi không có hiệu quả, nhưng mà chủ Lăng Nghiêm là có hiệu quả. Tại vì chủ Lăng Nghiêm là vô thượng thần chủ, và khi mà vị thầy này mới niệm tâm chủ Lăng Nghiêm thôi thì con quỷ này nó đầu hàng, vị thấy không? Chưa niệm bài chủ, mới niệm tâm chủ Lăng Nghiêm thôi là con quỷ này nó đã đầu hàng rồi. Thế mới thấy chủ Lăng Nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. Cho nên bạn này mới nói rằng á, mong rằng bạn nào có chút duyên với thần chủ này thì mau hành trì, từ thân sẽ có những cảm ứng nhiệm màu. Chứ hiếm người có đủ căn cơ và nhân duyên trì chủ Lăng Nghiêm lắm. Người mà có nhân duyên trì chủ Lăng Nghiêm hiếm lắm, có căn cơ và nhân duyên rất là hiếm. Cho nên Nguyên Thái nói đào tràng mình không phải đào tràng bình thường này vậy đâu, tại vì đâu phải ai cũng có duyên đâu. Quý vị coi đào tràng mình cũng phải đưa chủ Lăng Nghiêm vô, cũng phải đưa từ từ, chứ mà mới đầu cái mà kêu trì chủ Lăng Nghiêm chắc không được bao nhiêu người đâu, đúng không? Phải đưa, phải dù dần dần dần, đúng không? Mới đầu tại vì mình lâu nay mình nghe về một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng quen rồi, rồi mình nghe là tu là không được xen tạp, mình nghe nó quen rồi. Cho nên bây giờ mình muốn đưa chủ Lăng Nghiêm vào để người niệm Phật hành trì thì cũng phải dù dần dần, đúng không? Mới đầu thì niệm Phật thôi, rồi từ 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 rồi niệm tâm chú, rồi trì đề tứ đề ngũ, rồi dần 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 bắt đầu mới đưa vô năm đề, mới đầu thì đưa vô ba biến, rồi bây giờ đưa vô bảy biến, đúng không? Chứ mà đưa vô một lần cái là chúng ta bị sốc, đúng không? Tại vì con người mình hay chấp, người mình là mình dù nghe pháp cũng vậy, nghe xong là bắt đầu chấp, chấp vào cái lời pháp. Như Pháp Sư Tịnh Không nghe nghe nói đó, càng nghe thì càng đau khổ. Tại sao càng nghe càng đau khổ? Pháp Sư Tịnh Không nghe lại ví dụ, ngài nói rằng là phải học đệ tử quy, muốn vãng sanh phải học đệ tử quy, thì bắt đầu là còn nhiều đồng tu là bắt đầu là phải nói rằng là không học đệ tử quy là không được vãng sanh. Cho nên mấy bà già 80-90 tuổi cũng bắt học đệ tử quy, làm cho mấy bà cùng rối. Rồi Pháp Sư Tịnh Không này là đang á, phải tùng kinh vô lượng thọ, thì bắt đầu lại một số đồng tu lại cùng không hiểu,
lại bắt mọi người nói rằng ai mà không tụng kinh Vô Lượng Thọ thì không được vãng sanh. Cho nên có nhiều người họ không biết chữ thì họ lại bị rối, hoặc là họ già quá rồi họ bị rối, đúng không? Cho nên là ngài nói là nói với những người có căn cơ. Mình phải tùy duyên, mình nghe thì nghe, nhưng mình thấy cái gì mà mình làm được thì mình làm, và mình phải coi thì căn cơ người đó có làm được hay không. Giống như Nguyên Thái nói thì nói, còn quý vị lườm được cái gì thì lườm, đúng không? Chứ không phải cái gì cũng lườm, đúng không? Tại vì có khi là căn cơ mình mỗi người mỗi khác. Có khi một cái câu nói đó là nói cho người này mà không phải nói cho người này. Cho nên mình nghe mình phải hiểu. Giống như mình đi chờ vậy đó. Ra ngoài chờ người ta bày đầy hết, nhưng mà mình coi cái gì cần mua thì mình mua, đúng không? Chứ không phải ra ngoài chờ ôm hết của người ta rồi ai khổ. Đúng không? Đó. Cho nên là mình nghe thì nghe, nhưng mà tùy theo cái căn cơ tùy duyên mà thực hành. Đừng có nghe chú Lăng Nghiêm hay rồi bắt đầu về bắt chồng bắt con, hoặc là mở máy chú Lăng Nghiêm vang cả nhà hết, làm cho chồng con ngủ không được, rồi họ phiền não, rồi họ đập tượng Phật, rồi họ phỉ báng Phật pháp, rồi rốt cuộc cái mình nói rằng tại sao con tu mà sao con khổ vậy, đúng không? Nên mình phải tùy duyên. Nếu như mình mở nhưng mà trong nhà hoan hỷ thì mình mở, còn nếu như không mình mở nhỏ lại. Mình ví dụ mình nghe nói mở chú Lăng Nghiêm bữa đêm rất là hay, nằm ngủ thì không bị bóng đèn, không bị quỷ phá, bắt đầu về nằm ngủ với ông chồng bắt đầu cứ mở Lăng Nghiêm. Rồi ông chồng ông nổi điên lên rồi ông đuổi ra khỏi phòng, rồi lúc đó rồi bắt đầu là nghi ngờ Phật pháp, đúng không? Nhưng ông chồng ông hoan hỷ thì được. Ví dụ như có một cái người Phật tử ở đây tu thì xin Nguyên Thái cái hai chú Lăng Nghiêm đem về mở, thì tối mở lên thì trước đây ông chồng ông nằm ngủ là ông hay hay nằm mở, ông hay la hay hét, thì tự nhiên mở lên thì tự nhiên ông nằm ngủ êm ru. Và cái người vợ này hỏi anh nghe chú Lăng Nghiêm có được không? Nó được, nó em mở như vậy anh có mất ngủ không, và anh có thích không? Thì ông chồng là thích, mở càng to thì càng tốt, như vậy thì được, đúng không? Ông hoan hỷ thì được. Cho nên mình tu, mình đừng có phiền người khác, tại vì mình phiền người khác thì người ta sẽ làm phiền lại mình, mà mình phiền thì mình sẽ không tu được. Họ chưa thích thì thôi mình mở nhỏ lại, đừng có làm phiền họ. Còn mình ngủ, nếu như mà ông hoan hỷ thì mình mở to, còn không thì mình kiếm cái phone cắm trong lỗ tai nghe mình, đúng không? Cho nên mình nghe nhưng mà mình phải ứng dụng thì phải là linh hoạt, chứ đừng có cứng nhắc. Rồi câu chuyện tiếp theo của bạn Đan Chi. Trước đây khi chuyển vào nhà mới, mình liên tục bị bóng đè. Trong đất nhà mình có rất nhiều vong linh trẻ em, nhưng đều là anh em dòng họ của mình, nghe kể được chôn ở đây hồi xưa. Mình bị bóng đè đến nỗi quá quen và không còn thấy sợ hãi. Nhưng có cơ duyên biết đến chú Lăng Nghiêm quả thật rất may mắn. Mình nghe một hai lần là thích nghi được rồi. Phải công nhận uy lực rất lớn. Khi nghe tiếng chú cất lên, cảm thấy bản thân được bảo vệ rất an lòng, rất biết ơn, đúng không? Bạn này là hay bị bóng đè. Bóng đè này quý vị nào mà bị thì cũng biết, Nguyên Hải cũng trước đây cũng bị. Trước đây mới tu cũng bị bóng đè, tức là mình nằm ngủ tự nhiên giống như ai lấy cái gì mà bịt bịt cái lỗ mũi mình lại, mình nghẹt thở, mình cưa quậy, mình vùng vậy. Thực sự ra thì không có cái gì đè ra, nhưng mà mình thì không thấy, nhưng mà giống như ai lấy cái mền hoặc là lấy bàn tay bịt cái lỗ mũi mình lại, làm cho mình rất là khó chịu. Thì bạn này á cũng bị như vậy, và khi mà biết đến chú Lăng Nghiêm thì cảm thấy bản thân được bảo vệ rất an lòng, rất là biết ơn. Cho nên trường hợp bóng đè này cũng rất là nhiều.
Nguyên Thái cũng có đọc một câu chuyện của một vị cũng bị bóng đè. Thì vị này hay bị bóng đè và nghe người ta nói chú Lăng Nghiêm linh nghiệm thì lên chùa của Hòa Thượng Tuyên Hóa thịt một cái dây đeo chú Lăng Nghiêm về đeo. Thì tự nhiên đêm đó thấy bóng nó đè, tự nhiên thấy mình bị đè và thấy cái ánh sáng từ cái dây chuyền chú Lăng Nghiêm phóng ra và con quỷ này nó đẩy ra xa không còn bị nữa, và bị hai ba lần như vậy thì không còn bị nữa. Cho nên ở trong chú Lăng Nghiêm có ánh sáng. Tuy nhiên là chúng ta đừng có ỷ lại, quan trọng là mình phải tu tập, mình phải trì tụng mỗi ngày. Còn mình đeo thì chỉ bảo vệ mình một thời gian thôi, lỡ mình quên đeo thì sao, chứ không phải mình nghe nói như vậy rồi rồi bắt đầu mình về thôi, kiếm dây chuyền Lăng Nghiêm đeo vô khỏi cần trì tụng, đúng không? Mình trì tụng thì chú Lăng Nghiêm nó ăn sâu vào trong tâm của mình, nó luôn luôn ở bên mình thì mình sẽ được bảo vệ liên tục. Còn lỡ mình đeo, lỡ mình quên thì sao, hoặc là mình mất chú Lăng Nghiêm thì sao? Hơn là mình trì tụng thì cái lực nó mạnh hơn, được bảo vệ nhiều hơn. Rồi cái câu chuyện tiếp theo của bạn Nguyễn Ân Tuấn: cách đây nửa tháng con của mình bị bệnh phải nhập viện. Sau khi xuất viện về nhà thì có nhiều chuyện xảy ra. Như trước đây hai đứa con không bao giờ giật mình nửa đêm, nay thì cứ đêm là dậy khóc không dỗ được. Đứa chị lớn thì chị cái gì đó rất sợ hãi, đứa nhỏ quấy khóc không dỗ được. Hai vợ chồng đang rất hòa thuận thì cãi nhau vì những chuyện không đâu và dẫn đến xô xát. Nửa đêm mình đi vệ sinh thì cảm giác rất rờn, không hiểu sao dù trước đó không hề có. Mình mở chú Lăng Nghiêm trong phòng cho uy lực của Phật môn làm tiêu tan ma chướng. Chị mới mở được 1/3, sau đó có việc nên không mở hết được do thần chú rất dài. Đêm đó con mình ngủ rất ngon, tuy có quấy khóc nhưng mức độ nhẹ hơn rất nhiều. Chị khóc chừng 1 phút là dỗ ngủ lại được. Cho nên bạn này nói rằng là con của bạn nó nhập viện thì sau khi mà từ bệnh viện về thì nhiều chuyện xảy ra, ví dụ như hai đứa con giật mình khóc khóc đêm, rồi người chị thì cứ chị cái gì đó và nhìn thấy rất là sợ. Nhỏ thì đứa nhỏ thì khóc không có dỗ được. Hai vợ chồng thì đang hòa thuận thì cãi nhau những cái chuyện không đâu hết, dẫn đến là xô xát. Rồi đi vào nhà vệ sinh thì cảm thấy rất là ghê sợ, trước mặc dầu trước đó thì không có. Cái này thì như cô giáo hay nói đó, trong trong bệnh viện cũng có rất là nhiều nhiều vong ở trong đó, cho nên có khi mình tới đó họ theo mình về, đúng không? Rồi con nít thì nó thấy nó khóc, tại vì nó còn nhỏ, cái tâm nó còn tình, cho nên nó thấy được những cái mà chúng ta không thấy được. Rồi trong nhà nhiều chuyện xảy ra cũng có thể là họ tác động. Đương nhiên là mình có duyên với họ. Thì người này mở chú Lăng Nghiêm mới mở được 1/3. Tại vì chú Lăng Nghiêm là rất là dài mà mới mở được 1/3 thôi. Thì đêm đó con của cái người này ngủ rất là ngon, mặc dầu có khóc nhưng mà mức độ nhẹ hơn rất nhiều. Khóc chừng 1 phút thì dỗ là nín khóc và ngủ rất là ngon. Cho nên là chú Lăng Nghiêm này là có thể bảo vệ chúng ta. Mình mở chú Lăng Nghiêm thì một là những cái chúng vô hình á, họ nương theo để họ tu, để họ siêu thoát. Hai là họ sẽ bỏ đi, họ không phá mình được, cho nên bảo vệ mình rất là tốt. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta mà tu ở trên đạo tràng online mỗi ngày nữa thì
rất là tốt, rất là tuyệt vời. Tại vì mỗi ngày họ được nghe khai thị, họ được tu tập, và cuối thời công phu họ được đưa về cái nơi tu tập của các ngài, để khi nào đủ duyên họ vãng sanh. Cho nên mỗi ngày chúng ta tu ở trên đạo tràng online là rất là lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên Nguyên Thái nghĩ rằng á, cô giáo mà mở ra cái đạo tràng online này á, lợi lạc còn hơn xây 1.000 ngôi chùa. Tại vì sao? Tại vì mỗi người chúng ta tu ở trên đạo tràng online thì không khác gì một ngôi chùa hết á. Chùa là gì? Chùa là nơi giảng kinh, thuyết pháp, đúng không? Chùa là nơi làm lợi lạc chúng sanh, cứu độ chúng sanh. Vậy thì mỗi ngày mình nghe pháp, mỗi ngày mình tu tập, mỗi ngày mình làm lợi lạc cái chúng sanh thì đó là chùa chứ gì, đúng không? Cho nên mặc dù mình ở nhà, nhưng mà nhà mình chính là đạo tràng, nhà mình chính là chùa. Chứ còn bây giờ chúng ta thấy có khi là chùa nhưng mà vô chùa không nghe được từng kinh từng kệ, chùa không có mở pháp, chùa có khi quanh năm suốt tháng không có chia sẻ Phật pháp, không có giảng pháp. Nên vô cái ngôi chùa khi mình cũng có nhiều ngôi chùa gọi là lần mình vô mình thấy cảm thấy lần lẹo âm u, chùa giống như người ta nói hay gọi là chùa là chùa giống chùa Bà Đanh, vắng như chùa Bà Đanh. Cho nên mỗi người chúng ta là một ngôi chùa, mỗi người chúng ta tu trên đạo tràng online là mình đang làm lời là cái chúng sanh ở khu vực đó. Nhất là quý vị coi mình tùy tùng chủ Lăng Nghiêm nữa, thì cái khu vực ở đó sẽ được bảo vệ, sẽ được lợi lạc rất là nhiều. Cho nên mình quý vị coi mở đạo tràng online ra, lợi lạc còn hơn xây cả ngàn ngôi chùa. Xây 1.000 ngôi chùa quý vị biết tốn biết bao nhiêu là tiền. Trong khi đó chúng ta mở đạo tràng online, trả tiền giùm đâu bao nhiêu đâu, mà quý vị thấy lợi lạc hơn. Cho nên mỗi người tu của chúng ta thì nhà chính là chùa, còn chùa mà không có pháp thì chùa chính là nhà. Chứ không phải là mình thấy rằng cái chùa là phải có cái mái cong cong mới là chùa, ở trong đó có người xuất gia mới là chùa, ở đâu có đạo thì ở đó gọi là chùa, ở đâu có pháp thì ở đó là chùa, ở đâu có tu tập thì ở đó có, đó chính là chùa, ở đâu có người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì đó chính là chùa, ở đâu có người trì chủ Lăng Nghiêm làm lời là có chúng sanh cầu đạo giải thoát, cầu thần Phật thì ở đó chính là chùa. Còn chùa mà cái mái nó cong cong chẳng qua là hình thức thôi, hình thức của chùa chứ không phải là chùa, cái nội dung mới là quan trọng chứ không phải là cái hình thức. Rồi cái câu chuyện tiếp theo của bạn Phạm Thị Tường Vi: em bị đau đầu 10 năm rồi, mỗi lần đau đến khó chịu không tả nổi. Một tháng gần đây mới biết đến chủ Lăng Nghiêm, mỗi lần đau nghe tầm 10 phút là em hết hẳn đau đầu. Vì thế không, tóm lại là chủ Lăng Nghiêm là giải quyết tất cả vấn đề luôn, cái gì cũng giải quyết hết á. Lâu nay mình cứ nghĩ rằng là những kinh những chú khác mới linh nghiệm, nhưng mà không ngờ rằng khi chúng ta tìm hiểu rồi mới thấy rằng chú Lăng Nghiêm là linh nghiệm nhất, là màu nhiệm nhất. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật ngài nói rằng chú Lăng Nghiêm là vô thường thần chủ. Và tại sao nhiều người không được màu nhiệm về chú Lăng Nghiêm? Tại sao mà họ có những cái mầu nhiệm khác? Tại vì là chú Lăng Nghiêm rất là khó tùy tùng, rất là khó học. Cho nên cái người mà căn cơ cao, cái người mà thiền căn sâu dày, họ mới chịu tiếp nhận chú Lăng Nghiêm. Còn thường thế gian họ thích làm cái gì mà dễ, đúng không? Làm cái gì mà khỏe thì họ làm, còn khó thôi họ bỏ cuộc. Cho nên chú Lăng Nghiêm là ít người chịu thực hành, mà người nào thực hành thì người đó sẽ được linh nghiệm. Quý vị coi đau đầu mà còn chủ Lăng Nghiêm có thể
trị được thì đau bụng cũng cũng như nhau đúng không? Cho nên đau cái gì mà mình, nếu như mình cảm thấy, nhưng mà mình đừng có nghe nói như vậy rồi là bắt đầu mình đau thì mình cứ mở chú Lăng Nghiêm lên, mình đau mình coi thì cái nguyên nhân đau là gì đúng không? Đau nó có nhiều nguyên nhân, dù như bị cảm mạo hay là bị hoặc là mình đau bụng do bị tiêu chảy chẳng hạn, thì tốt nhất là mình ví dụ đau bụng tiêu chảy thì kiếm thuốc uống cho chắc đúng không? Còn ví dụ như những cái đau mà vô hình tác động hoặc là nghiệp lực, bác sĩ mà tìm không ra bệnh thì mình có thể dùng tới Phật pháp. Nguyên Thải cũng đau đầu, ví dụ như cảm Nguyên Thải cũng bật chú Lăng Nghiêm lên cũng hết, nhưng mà mình cũng phải tùy. Ví dụ như mình có những cái trường hợp, ví dụ như mình bị đứt tay chảy máu, mình ngồi đó mình bật chú Lăng Nghiêm lên xin ngài là cầm máu cho con thì bằng nó lấy cái băng keo cá nhân nó băng cho rồi đúng không? Tức là ngài, các ngài gia hộ cho mình những cái mà ngoài khả năng của mình, còn những cái mình làm được thì mình làm đúng không? Nếu như chúng ta tu nghe nói chú Lăng Nghiêm mầu nhiệm rồi bắt đầu mình về mình không chịu đi làm, ngồi đó rồi bắt đầu trì chú Lăng Nghiêm, Phật ơi nghe nói chú Lăng Nghiêm mầu nhiệm quá, con trì chú Lăng Nghiêm trưa nay xin ngài giúp con có người đưa cơm tới cho con thì cũng được đúng không? Cho nên mình phải uyển chuyển linh động chứ đừng có cứng ngắc. Thì đó là những cái câu chuyện mầu nhiệm, những câu chuyện linh ứng của chú Lăng Nghiêm. Nguyên Thải còn rất là nhiều câu chuyện nữa, có thể giảng từ một buổi hai buổi nữa mới hết những cái câu chuyện này. Và chúng ta nhớ những câu chuyện này là những cái bài học kinh nghiệm của người khác, mình học nhưng mà mình phải biết vận dụng uyển chuyển. Và mình khi mà mình trì tụng chú Lăng Nghiêm mà chưa có linh nghiệm thì mình phải xét lại mình. Phật Bồ Tát thì rất là bình đẳng, các ngài không có phân biệt người này người nọ, các ngài thì gia trì hộ trì bình đẳng. Nhưng mà linh hay không, người xưa nói rất là hay, linh tài ngã bất linh tài ngã. Linh hay không là ở nơi mình á, ở nơi người tùng, chứ không phải ở nơi chủ. Đương nhiên chủ là linh rồi, nhưng mà người tùng không thành tâm, không tha thiết, chưa thật sự giác ngộ, chưa thật sự quay đầu, thì Phật Bồ Tát cũng không thể gia trì cho chúng ta được. Hay là chúng ta cầu những cái mà cầu làm việc ác chẳng hạn, cầu những cái không chính đáng thì cũng không được. Cho nên chúng ta phải làm sao mình, khi mình trì tụng chú Lăng Nghiêm mà mình cảm thấy chưa có cảm ứng thì mình phải nhìn lại mình, có thể mình đã thành tâm hay chưa, đã tha thiết hay chưa, đã thật sự tu hay chưa. Linh hay không là mình phải hiểu là do mình, chứ không phải do chú Lăng Nghiêm, không phải do Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có phân biệt người này, phân biệt người kia. Các ngài rất là bình đẳng, ai mà đúng làm đúng như lý như pháp sẽ được lợi ích. Cho nên á, mong rằng tất cả chúng ta, mọi người chúng ta nỗ lực tinh tấn phát tâm trì tụng chú Lăng Nghiêm, miên mật chú Lăng Nghiêm, để một đời này chúng ta có thể lợi lạc cho chúng sanh, lợi lạc cho bản thân mình, và khi xả bảo thân này rồi chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc thường phẩm thường sanh. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mời quý vị chúng ta chắp tay hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Chúng con xin tri ân các ngài chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp đã gia hộ. Nguyên Thải xin tri ân cô giáo và tri ân tất cả quý Phật tử đã lắng nghe. Chúc tất cả quý vị an lạc và hẹn gặp lại kỳ sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.